Rồi, hello, xin chào các bạn quay lại kênh của mình. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 các bạn. Mình mở bán một em cá Hari Wake size 35 full rin rin nha các bạn. Nên nó có ống ánh đó. Nhiều bạn nào thích full rin rin thì lấy loại này. Ngay môi, ngay cái đầu của em ấy nó có một cái khoảng vàng riêng nữa các bạn. Nhìn rất là dễ thương. Điện thoại mình quay thì nó bình thường thôi, nó không có lên màu lên biếc gì hết các bạn. Nhưng mà ở ngoài nhìn rất là óng ánh và đẹp nha. Nhưng mà trong điện thoại mình thì nó bình thường thôi, không có gì hết. Mình đang để thắp nước dưới mang á. Cái đầu gù, các bạn thấy đầu gù không? Cuốn đuôi cũng rất là dày. Tay bơi trắng nha. Hồi nãy giờ mình bắt ra nó hơi đỏ một tí nhưng mà không sao. Rồi em này size 35, giá là 500 ngàn cá Việt nha các bạn. Ai thích thì mình sẽ ship từ Cà Mau cho tới Hà Nội thôi nha các bạn. Không có ra tới Bắc Cạn, Bắc Ninh gì đâu. Chỉ từ Cà Mau tới Hà Nội thôi. Rồi, ai cần thì inbox Zalo cho mình 0979 938 298 nha. Các bạn thấy cái râu của em đó không? Rất là dễ thương. Từ đây mai mốt mình sẽ cứ một ngày mình sẽ cố gắng dành thời gian bắt một con ra để đăng video để cho có... Nói chung là có video để cho mọi người xem đó. Với lại sẵn thì mình đăng cá cho mọi người lựa chọn luôn ha. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2019 nha các bạn.